cho con này nhé. Mẹ chỗ tôi mấy con đấy à? Mấy con được sống mới nè. Anh nói con bảo phụng được sống. Con cả cái con riêng á. Con hai bồ nửa lửng. Mấy ba phụng luôn. Sáu cái mẹ phụng rồi hả? Sao 38 rồi? Ấy mẹ phụng nữa. 53 à? Chắc rồi lâu rồi à? Cái của em mày hẳn sâu hết rồi. Lại làm thêm hai cái đầu nữa à? Được. Làm chi thì khỏe. Mà làm đặt con que mệt thiếu không? Thì đặt tên sẵn luôn, xong rồi bác làm một tiếng có thả vô và xong rồi đặt bật ăn lên thôi. Hiểu chưa? Chứ khỏe. Mai đặt tên mẹ buồn đi. Xíu thì sống thôi. Thì đăng lên hết rồi. Xíu á. Theo cũng sống, theo cũng sống 2 tiếng là mừng rồi. Mà cái bố mà năng 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 nữa làm 2 tiếng được, chứ khỏe. Cắt tóc biệt trắng luôn. Mà chúng mày bố mà không thích nhất là mày bố cơ. Biệt trắng mà tất tất thu ghế á. Thôi nè. Tất tăng lừa với đâu. Bỏ cực đi. Ê cơ càng ngưỡng, qua bữa bữa ngồi đánh như con điên nữa bấy. Hả? Qua bữa ngồi đánh chắc như con điên nữa bấy. Ủa? Người người chắc đặt đấy nha ấy. Bắt đầu họ nhập má cho. Hả? Lên đây đánh lên đăng. Đánh mà bơ vừa đặt tên vừa đánh nắng tập trung được. Cái nữa tập trung để đánh luôn, tập trung chơi luôn. Hoặc là rủ thêm đứa một nữa, mới đủ nghe mi thôi thế. Về mà hai chém ngon đánh. Có người đánh là vui hiểu không? Được thời gian lắm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vlog sau nha.